Đây tuyệt đối là bộ phim kinh dị Nhật đáng sợ nhất mà tôi từng xem, cũng là bộ phim duy nhất khiến tôi bị dọa sợ chết khiếp. Nhắc nhở thân thiện, phim toàn cảnh đáng sợ, xem phải cẩn thận nhé. Nếu không muốn bị dọa sợ thì hãy tắt đứa bạn của bạn vào xem chung nhé. Câu chuyện bắt đầu đã có cảnh đáng sợ, cảnh sát nhận được báo án, có người ngược đãi trẻ con, thế là đến tận nơi xem, nhưng vừa mới vào nhà đã phát hiện trong nhà rất hỗn loạn, còn có mùi thối nồng nặc. Hai người đã tìm được xác của một cậu bé đã bị thối rửa trên tủ trong phòng ngủ lầu 2. Cảnh sát thấy thế vội gọi chi viện, kỳ phóng viên chụp ảnh làm chứng thì bỗng bị người ta gạc chân té, mà cậu bé vốn dĩ đã chết thế mà lại đứng sau lưng anh ta một cách quỷ dị. Phóng viên thấy có gì đó sai sai, vội vàng đứng dậy kiểm tra. Nhưng vào lúc đó, cái kết của phóng viên không nghĩ cũng biết, mà căn nhà trông có vẻ bình thường này thực tế lại là một căn nhà ma ăn thịt người không nhà xương. Mấy học sinh cấp 3 này vì muốn tìm sự kích thích nên đã đến đây chơi trò trốn thoát khỏi mật thất, mà Nanami vừa mới đến đây đã cảm thấy bất thường. Cô cứ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Nanami đã lên lầu theo tiếng khóc, lúc này cửa đóng lại một cách quỷ dị. Những người khác vẫn chưa nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ tìm được mấy bức vẽ ngoạch ngoạc rất trừu tượng. Mấy người họ đang không ngừng cười nhạo các bức vẽ, mà không biết tai họa sắp ập đến. Lúc này Nanami đã bước đến căn phòng phát hiện ra thi thể của Toshio năm đó. Cô định mở đèn lên, nhưng lại không có phản ứng gì cả. Khi cô đang cảm thấy nghi ngờ, thì bỗng đèn bắt đầu chớp tắt. Cảnh tượng trước mắt khiến Nanami không biết phải làm thế nào. Nhưng vào lúc đó, bỗng trên mặt sàn có một vũng máu nổi lên, những đồ vật trong phòng đều rung lên. Nanami thấy thế hốt hoảng chạy về phía cửa, nhưng cửa phòng lại đóng vào thật mạnh. Cô tưởng rằng những bạn học khác giở trò chọc ghẹo, không ngừng cầu xin bọn họ mở cửa ra. Khi cô đang hốt hoảng tìm chỗ bỏ trốn, thì cái tủ sau lưng cũng bắt đầu chảy ra dịch thể không rõ. Đợi sau khi cô bình tĩnh lại, thì phát hiện Toshio đã đứng ngay bên cạnh mình. Trong lúc hốt hoảng, cô đã mở cửa thành công, may mắn thoát được một mạng. Nhưng cảnh tượng nhếch nhác của cô đã bị ba người bạn cười nhạo. Tuy mấy người họ may mắn thoát ra khỏi căn nhà ma, nhưng không biết cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Hôm ấy trong tiết thể dục, bỗng day oi cảm thấy cơ thể khó chịu. Lúc ngồi nghỉ ngơi, bỗng cô phát hiện hình như sau tấm rèm có thứ gì đó. Cô rất tò mò bước lên trước kiểm tra, thấy tất cả đều bình thường. Cô định xoay người rời đi, nhưng vào lúc này xoay đầu lại cô không thấy gì cả. Day oi cảm giác cả người lạnh một cách kỳ lạ. Nhưng khi đến phòng y tế tìm sự giúp đỡ thì trong phòng lại trống rỗng. Cô chỉ đành trốn vào trong chăn đợi bác sĩ trở về. Nhưng cô lại không nhận ra rằng bức vẽ trong căn nhà ma trước đó thế mà lại xuất hiện ở nơi đây. Day oi thấy thế hốt hoảng ném nó sang bên cạnh. Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, bỗng cái chăn bị đội lên một cách quỷ dị. Từ sau khi Day oi bị mất tích, Rina cũng trở nên kỳ lạ và rất bất thường. Không chỉ tự nhốt chặt mình trong phòng, còn dán đầy báo cũ trên cửa sổ trong phòng. Còn Rina thì đang trốn dưới gầm bàn run rẩy. Thấy thế hai người vội bước lên hỏi thăm, nhưng Rina lại nói: vừa mới nói xong, băng dính trong ngăn kéo từ từ bị xé ra. Khi Nanami đang bất ngờ kinh ngạc, thì một cái tay trắng bệch thò ra từ trong ngăn kéo, nhìn thấy băng keo dán trên ngăn tủ từ từ bị xé ra. Nanami thấy mọi chuyện không đúng, vội vàng gọi Aoi rời khỏi đây, không ngờ lại bị Rina bắt lại. Sau một hồi đánh đấm nhau, hai người hốt hoảng bỏ chạy khỏi nhà Rina. Rất nhanh đã đến trời tối, Rina muốn hâm nóng sữa để uống cho bữa tối, nhưng bỗng nhiên sữa bò lại biến thành máu đỏ. Rina run rẩy bước lên kiểm tra. Từ hình ảnh phản chiếu dưới mặt đất, cô thấy một cánh tay quỷ đang khoác trên vai mình. Cô sợ hãi hốt hoảng xoay người qua, nhưng một giây sau, Rina bị bỏng quỳ xuống dưới đất, trong miệng không ngừng gào thét. Cho dù như thế, Toshio vẫn không định bỏ qua cho Rina. Cuối cùng Rina đã bị giết thê thảm, mà mục tiêu tiếp theo của nó chính là Aoi. Nhưng cô ta vẫn không biết gì, vẫn còn đang lo cho an nguy của bạn bè mình. Và lúc này, một cánh tay trắng bệch lại xuất hiện trước mặt cô, từ từ thò vào trong miệng cô. Tiếng hét thảm đã thu hút sự chú ý của chị Aoi, nhưng khi cô mở cửa phòng ra kiểm tra thì hoàn toàn bị chấn động, chỉ thấy một cái cằm đang rớt dưới đất xuất hiện trước mắt mình, mà Aoi thì đã không thấy đâu. Nhưng lúc này Nanami vẫn không biết ba người bạn của mình đã gặp nạn. Cô đang ngồi tàu điện về nhà, từ một góc cách đó không xa, cô đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Nanami muốn bước lên chào hỏi hai người họ, nhưng vào giây phút hai người họ xoay lại, Nanami đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ thấy mặt của hai người bạn mình, một người thì nát nửa mặt, một người thì mất cằm. Nanami bị dọa đến hét thất thanh.
cả người ngồi bệt xuống đất. Cô hốt hoảng bò về phía trước. Vào lúc này, Jae-eol đã mất tích xuất hiện ngay trước mắt Nanami. Khi cô đang muốn bỏ chạy, thì lại quay về ngôi nhà ma ban đầu, cánh tay dính đầy dịch thể không rõ là gì. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị một sức mạnh bí ẩn kéo vào trong nhà. Sức mạnh thần bí điều khiển cơ thể của cô, không ngừng lôi cô đụng khắp nơi trong nhà. Sau đó cô bay lên trần nhà. Con ma vẫn chơi chưa đủ, còn kéo cô vào trong bóng tối vô tận. Không lâu sau, một cô giáo đã đến đây. Mấy ngày trước, Jui đã nhậm chức giáo viên trong trường tiểu học. Thấy Jui vừa đẹp vừa tốt bụng, nên chủ nhiệm đã cố tình sắp xếp cho cô làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3-1. Nhưng khi điểm danh, thì cô bất ngờ phát hiện có một học sinh tên Toshio Saeki đã 7 ngày không đến lớp rồi. Sau khi tan học, Jui đã gọi cho gia đình của Toshio muốn hỏi tình hình của học sinh, nhưng nhiều lần không ai nghe máy. Thế là cô đã đến nhà thăm hỏi, thấy trong nhà không có phản ứng. Cô đã mở cửa nhà ra, vì để điều tra rõ mọi chuyện, Jui đã bước vào trong, chỉ thấy một cái bóng xuất hiện trước mắt. Jui vô tình nhìn ra bên ngoài, Kaya đã biến mất không thấy đâu. Nhưng Jui lại không nghĩ nhiều, cô còn ân cần đóng cửa giúp họ. Lúc này bên tai cô có tiếng khóc trẻ con vọng đến, nên cô đã lên lầu 2 theo tiếng khó, chỉ thấy một cánh cửa bị dán đầy băng keo xuất hiện ngay trước mắt. Jui xé rách băng keo, nhẹ chân nhẹ tay bước vào trong kiểm tra. Nhưng vào lúc này, Kaya đã xuất hiện sau lưng cô. Jui không ngừng xin lỗi cô ta, nhưng Kaya lại không trách cô ta, còn nói đã chuẩn bị nước trà cho Jui rồi. Jui hết cách chỉ đành theo cô ta đến phòng khách, nhưng lại phát hiện nước trà mà Kaya đã chuẩn bị chính là đông lá trà đã mốc. Jui nhận ra điều bất thường, nên đã ra sau lưng Kaya và nhìn thấy một cảnh vô cùng khó quên. Chỉ thấy tay Kaya không ngừng vẽ những hình ảnh quỷ dị. Đối diện với cảnh tượng ấn tượng này, Jui vội vàng bỏ chạy ra khỏi nhà. Tuy quay về trường, cô tình cờ phát hiện trên bàn của Toshio cũng có hình vẽ quỷ dị như thế. Cô lật xem ghi chép làm việc của chủ nhiệm trước đây, càng khiến cô thấy khó xử không biết thế nào. Trước khi chủ nhiệm lớp trước đây qua đời, cũng đã từng đến nhà Toshio. Trên cuốn sổ của ông cũng có hình vẽ quỷ dị đó. Sau khi tan làm trên đường về nhà, Jui tình cờ bước vào trong lời nguyền quỷ dị đó. Hôm sau Jui đến lớp thì phát hiện Toshio thế mà lại xuất hiện ngay chỗ ngồi. Cậu bé đang dùng tay khắc hình thù quỷ dị đó lên mặt bàn. Từ lúc đó Jui cứ xuất hiện ảo giác, buổi tối khi cô chấm bài cũng sẽ vẽ ra hình tròn quỷ dị, đó là một cách mất kiểm soát. Xoay đầu lại thì không thấy gì cả, lúc này một bóng người xẹt qua cửa sổ, Jui nhìn bóng lưng bước đi ra, xác nhận đó là mẹ của Toshio, thế là vội vàng đi theo. Jui đi theo Kaya đến một phòng học trên tầng 2, đợi khi cô ta bước vào, Kaya đã biến mất, chỉ để lại một cuốn nhật ký dày, mà trong cuốn nhật ký chính là hình tròn mà cô ta đã vẽ vào hôm đó. Khi Jui đang kiểm tra nội dung cuốn nhật ký, thì Kaya đã xuất hiện sau lưng cô. Khi bạn trai của Jui quay về và phát hiện hành vi của Jui rất kỳ quái, cô không ngừng vẽ hình tròn quỷ dị. Không lâu sau Jui đã ngất xỉu, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của một học sinh. Nào to đoán chắc chắn Jui đã gặp phải chuyện gì đó, bèn bắt đầu lục lọi túi của cô ta, xem lịch sử công việc của cô, nhưng lại tình cờ phát hiện cuốn nhật ký bên trong ghi chép rất rõ ràng Kaya và chồng từ lúc quen nhau đến yêu nhau và cuộc sống hôn nhân của hai người họ. Và khi con họ ra đời, khi Naoto DNG tập trung tinh thần, nào ngờ Kaya đã xuất hiện sau lưng anh ta. Naoto còn chưa kịp phản ứng, thì một cánh tay quỷ đã thò ra trước mắt anh. Một âm thanh cực lớn vang lên, đã đánh thức Jui tỉnh dậy. Cô mở cửa phòng ra ngoài kiểm tra, thì lại nhìn thấy cảnh rất khủng bố. Sáng hôm sau Jui lại đến căn nhà ma đó, dường như Kaya đã biết sớm muộn gì Jui cũng đến, còn chủ động mở cửa chờ cô. Lúc này Jui đã không còn sợ nữa, cô lấy dũng khí xé hết băng keo dán trên tủ, mở tủ ra xem, bên trong chỉ có một cái thùng giấy rách, trong thùng giấy đựng một cái camera và vài cuộn băng, trong cuộn băng ghi chép hình ảnh một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau và cả quá trình bị sát hại thảm thiết. Người chồng nghi ngờ Toshio không phải là con ruột của mình, thế là đã tranh chấp với Kaya, khiến ông ta thẹn quá hóa giận, thẳng tay vặn gãy cổ của Kaya. Không lâu sau Kaya đã tắt thở. Sau đó ông ta rời ánh mắt sang đứa con trai chỉ mới 7 tuổi. Ông ta giật lấy con mèo đen trên tay con trai rồi bỏ nó vào lò vi sóng. Sau đó cầm con dao gọt trái cây đi về hướng con trai. Kaya chết với oán khí và lòng căm hận cực lớn, mà oán khí cũng bao trùm cả căn nhà này. Tích lũy trong thời gian dài, oán khí của cô đã biến thành lời nguyền độc ác, được gọi là lời nguyền báo oán. Lúc này tủ bên cạnh vang lên âm thanh, Jui không nói nhiều mà chui vào trong, lại phát hiện một tầng ẩn ở bên trong. Cô lấy điện thoại ra kiểm tra, chỉ thấy một cái xác rất quỷ dị xuất hiện ngay trước mắt, nhưng vào lúc này, cái xác lại mở mắt ra. Thấy Kaya đáng sợ như thế,
hồn phách Rui bị dọa đến muốn bay ra ngoài, cô hốt hoảng chạy ra ngoài cửa, nào ngờ trượt chân ngã xuống. Rui chỉ đành vịn vào cầu thang, không ngừng lùi về sau, nhưng Kaja cũng không hề có ý định buông tha cho cô. Vào lúc này, Toshio đã xuất hiện bên cạnh. Rui xông xuống cầu thang, nhưng lại bị chặn ở giữa, bước không được lùi cũng không xong. Rui bừng tỉnh trên giường, lẽ nào tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng khi cô nhìn ra cửa, chỉ thấy bạn trai mình đang vác cơ thể lặt lìa và gương mặt vặn vẹo đi về phía mình, mà Toshio cũng đang ngồi xổm một bên yên lặng nhìn cô. Tất cả không phải là ác mộng, mà cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Bộ phim đến đây là hết.